Đây các bạn có thể quan sát cái đèn này này các bạn. Đây là cái trạng thái mà cái xe nó chưa nổ máy. Nhưng mà nếu mà xe bị nổ máy lên rồi mà cái đèn MIL này nó vẫn không tắt, thứ nhất là nó không tắt, và thứ hai nữa là xe các bạn nó yếu hẳn lên, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục cái lỗi MIL này. Đó các bạn thấy không, nó mất cái đèn rồi, mất cái đèn MIL rồi. Đó. Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại Đồng Nai. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho quý vị các bạn chúng ta làm một vài cái thao tác cho cái việc sửa lỗi cái một cái đèn báo ở trên cái táp lô của cái dòng xe này. Các bạn hãy cùng theo dõi. Đây các bạn có thể quan sát cái đèn này này các bạn. Đây là cái trạng thái mà cái xe nó chưa nổ máy. Nhưng mà nếu mà xe bị nổ máy lên rồi mà cái đèn MIL này nó vẫn không tắt, thứ nhất là nó không tắt, và thứ hai nữa là xe các bạn nó yếu hẳn lên, thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục cái lỗi MIL xe FD250. Cái dòng xe này rất là hay gặp cái lỗi này, và đây là hoặc là các cái dòng quan chai, động cơ quan chai, thì xíu nữa mình sẽ xuống phần động cơ mình cho các bạn xem. Nè các bạn nha, nhớ cái đèn này MIL là khi mà nó nổi lên thì xe sẽ có hiện tượng là bị yếu, đạp nó rất là lì. Đó. Khi mà có hàng lên thì chạy nó rất là lì máy các bạn. Đây chính là cái vấn đề của chúng ta, nó nằm ở chỗ như vậy này các bạn. Đây chính là cái chỗ để chúng ta sửa cái vấn đề này. Thì cái này á của bạn, các bạn nó sẽ bị lỏng này, cái này của bạn nó sẽ bị lỏng. Thì mình mở ra các bạn xem nhé. Đây các bạn thấy không, nó bao gồm rất là nhiều giắc. Đó thì cái giắc điện này nó bị lỏng, và nó sẽ khi mà các bạn chạy á thì cái này nó cố định không có chặt này, thì nó sẽ bị lỏng cái hai cái giắc này. Thì các bạn mở ra, các bạn cố định lại, các bạn thấy nó có con ốc đây không, nó có cái cạnh để chúng ta thọc cờ lê hay cái gì đó vào để siết cứng lại này. Đó. Thì các bạn siết cứng nó lại với lại cái bát ở dưới này, bạn thấy chưa. Đó. Thì nó sẽ cố định được toàn bộ cái giắc này, thì khi mà chúng ta chạy xe nó sẽ không bị rung, nó không bị rung lắc và nó làm lỏng các cái giắc điện này, làm lỏng các cái giắc điện này trong đây. Đó. Đây là cái lỗi mà rất hay gặp ở cái dòng xe này, mà do mà cách sửa thì cũng rất là đơn giản. Nếu mà các bạn không biết thì rất là mệt mỏi nha. Đây cái dòng động cơ này các bạn, dòng động cơ quan chai. Cái dòng động cơ này nó được trang bị trên các con TMT Cửu Long hoặc là Jack X của Jack, thì nó cũng sử dụng cái động cơ quan chai này. Đó các bạn thấy không, đây là dòng động cơ quan chai. Khi các bạn gắn này các bạn thấy không, có cái lỗ này và nó có cái khía này, khía ở đầu này này các bạn thấy không, nó có cái ngàm để nó mà nó bắt đúng vào. Rồi. Ta vẫn chặt vô. Và mình đã vặn chặt rồi các bạn. Đây nó có một cái then này, then màu trắng này. Các bạn vặn vào cho cái then này nó vào, thấy không? Then này nó vào cái lỗ này là được các bạn. Các bạn vặn chặt mà các bạn chạy một thời gian nó sẽ lòng cái này nè, lòng cái này nè, tuột cái đầu này ra, là các cái giắc ở bên trong nó không còn tiếp xúc tốt nữa. Mà về lâu về dài á thì chắc chắn là các cái giắc này nó sẽ bị oxy hóa. Thì một cái cách tốt nhất để các bạn giải quyết cái này một cách triệt để nhất, không còn cái biện pháp nào đó, các bạn nối thẳng luôn. Nghĩa là các bạn lấy đầu dây đằng này, bạn thẳng nối thẳng ra cái đầu dây đằng này.
ta nối trực tiếp luôn, chúng ta không qua cái dắt này nữa, không có cái dắt tổng này nữa, mà chúng ta nối trực tiếp dây từ bên đây qua bên đây luôn. Chúng ta không qua cái dắt tổng, như vậy thì nó sẽ là cái cách triệt để nhất. Cái người ta thiết kế như vậy thì hình như là dùng để tháo rời động cơ cho nó dễ đó các bạn. Người ta tháo rời động cơ cho nó dễ. Thì chúng ta tháo này ra thì chúng ta sẽ thay mang toàn bộ cái khối động cơ này ra. Còn nếu như các bạn nối liền như vậy á, mỗi một lần các bạn muốn đại tu động cơ hoặc các bạn mang động cơ ra đi để sửa hay làm gì đó thì bắt buộc là các bạn phải cắt bỏ hết cái jack này, sau các bạn nối lại. Còn cái jack này nó có ý nghĩa như vậy. Khi mà các bạn muốn mang động cơ đi hoặc là đại tu động cơ thì các bạn sẽ tháo nó ở đây và các bạn mang đi, rất là đơn giản. Đây là cái jack điện các bạn, có nghĩa nó nối tất cả những cái cảm biến, những cái cảm biến thôi. Đó. Nó sẽ về đây, nó sẽ được nối vào cái jack này. Đúng rồi, nó nối về jack này. Còn đây jack kim phun thì nó đi đường khác này các bạn thấy không? Jack kim phun này nó đi ra đường này. Rồi, đây các bạn, đây cái bệnh rất là hay gặp ở những cái dòng động cơ quan chai này. Đó, thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để mà chúng ta khắc phục, nằm ở ngay cái cốp này. Các bạn mà muốn làm cho nó triệt để hết 100% thì các bạn nối thẳng từ đây ra đây luôn, các bạn không qua cái jack này nữa thì nó sẽ triệt để 100%. Tuy nhiên là lúc mà chúng ta đại tu máy hay chúng ta muốn cẩu rời cái máy ra khỏi thân xe thì tương đối là khó. Nha. Đó, ý nghĩa của nó là như vậy thôi. Rồi, sau khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta hãy đề thử xem xe đã bị mất cái đèn mưu chưa nhé. Đèn này nè. Các bạn nhớ nhé. Nếu như cái đèn mưu này không mất á thì các bạn hãy xóa lỗi bằng tay nhé. Cách xóa lỗi bằng tay thế nào thì các bạn hãy vào phần mô tả để chúng ta xem cách xóa lỗi bằng tay của cái dòng xe này nhé. Rất là đơn giản thôi. Rồi, xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Trên tay tôi đây đang là sản phẩm D12 của hãng Voltronic đến từ Cộng hòa Liên bang Đức. Với 5 chức năng chính vượt trội, D12 sẽ giúp bạn vệ sinh hoàn toàn hệ thống nhiên liệu từ bình dầu diesel cho đến hệ thống kim phun. Và ngoài ra D12 còn có tác dụng rất mạnh trong việc khử muội than trong cái hệ thống van ER cũng như là hệ thống bầu lọc khí thải được trang bị trên những dòng xe Euro 4, Euro 5 và Euro 6. D12 sẽ giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề cấp bách nhất hiện nay như nhiên liệu dơ, nhiên liệu bẩn, nghẹt kim phun, nghẹt van ER và tắc bộ lọc khí thải. Đây là những nỗi sợ mà tất cả những khách hàng đang sử dụng những cái dòng xe Euro 4, Euro 5 chắc chắn sẽ gặp phải trong thời gian tới. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để sử dụng sản phẩm D12 này cho chiếc xe của bạn. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0906 396914. Xin chào và hẹn gặp lại.